Đây là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020, chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây đảng bộ thành phố châu đốc ngày 29 tháng 6 năm 2020, Đảng Bộ Thành phố Châu Đốc tổ chức phiên họp trụ bị Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 với 282 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Tại phiên họp trụ bị, đại hội đã thông qua chương trình làm việc, đại hội thông qua và biểu quyết về chương trình đại hội trụ bị và chính thức, bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký đại hội ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua quy chế làm việc phổ biến một số điều của quy chế bầu cử trong đảng thông qua danh sách các tổ đại biểu và địa điểm thảo luận Đại hội tiến hành thảo luận tổ về nội dung ba văn kiện bao gồm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm việc đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đây là địa phương được tỉnh ủy An Giang chọn làm đại hội điểm cấp quyền để rút kinh nghiệm. Ngày 29 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Châu Đốc năm 2020, kết hợp giải diệt giả nông dân mở rộng năm 2020. Đến dự ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Buổi lễ thu hút hơn 1.000 người tham gia đến từ các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố và 7 phường xã các thành viên tham gia chạy với cự ly 1 km, xuất phát từ công viên 30 tháng 4, Trương Nữ Dương, Phan Đình Phùng nói dài, quay về đích công viên 30 tháng 4, đường Lê Lợi. Đây là hoạt động thường niên nhằm mục đích kêu gọi cán bộ công chức viên chức người lao động, lực lượng vũ trang và người dân thành phố Châu Đốc tích cực tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Đảng ủy phường Núi Sam vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Núi Sam đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiện nay, toàn phường Núi Sam có 1.850 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh thu thông qua chợ đạt trên 257 triệu đồng. Lượng du khách đến tham quan lưu trú ước khoảng 66.860 lượt người, thu ngân sách đạt trên 913 triệu đồng, đạt 36,51% so với kế hoạch. Về nông nghiệp, năng suất lúa vụ đông xuân bình quân từ 7 đến 7,5 tấn trên 1 hecta, giá lúa dao động từ 5.400 đồng đến 5.700 đồng trên 1 ký. Công tác giáo dục đào tạo địa phương ngày càng chất lượng, được nâng cao, thực hiện tốt việc giảng dạy theo đúng chương trình năm học. Công tác huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số luôn được địa phương quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân quan tâm thực hiện tốt, các dịch bệnh luôn được kiểm soát tốt tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và quân sự địa phương được đảm bảo công tác lập lại trật tự đô thị được quan tâm chú trọng và thực hiện có hiệu quả tập trung quan tâm chăm lo tốt cho các gia đình chính sách thương bệnh binh, các hộ nghèo và cận nghèo trong các ngày lễ Tết kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng được quan tâm thực hiện, tuyên truyền thực hiện nghị quyết trung ương tư khóa 12 gắn với việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đến với toàn thể cán bộ đảng viên. Công tác vận động quần chúng luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ phường Núi Sam tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 52 cuộc, có 202 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng kiểm tra là 732 phương tiện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 688 trường hợp, ra quyết định xử phạt 677 trường hợp, thu nộp phạt với số tiền trên 1,6 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức tuần tra được 51 cuộc, kiểm tra với 498 lượt cán bộ thanh tra viên tham gia, ra quyết định xử phạt 26 trường hợp, thu phạt với số tiền trên 33 triệu đồng. Trong những năm qua, thành phố Châu Đốc đã có nhiều cố gắng trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Gắn giới xây dựng xã Đạt nông thôn mới theo hướng nâng cao, được nhà nước tặng huân chương lao động hạng ba về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phục vụ du lịch nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả, khuyến khích xã hội quá, hoạt động ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân. Trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, kết hợp du lịch sinh thái, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 20% diện tích đất nông nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, phát triển những mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chương trình một xã một sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập của nông dân, phấn đấu xây dựng hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong 3 ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đơn ca tài tử tại các xã nông thôn mới, Vĩnh Châu, Vĩnh Tế và phường biên giới Vĩnh Quân. Tại buổi giao lưu, câu lạc bộ đơn ca tài tử các phường xã tham gia biểu diễn các tiết mục hát về ca ngợi đảng Bắc Hồ và quê hương đất nước, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Thông qua chương trình giao lưu văn nghệ, đơn ca tài tử nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thành phố Châu Đốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ nhạc kịch phường Vĩnh Quân và giao lưu văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ đơn ca tài tử. Câu lạc bộ nhạc kịch Phường Vĩnh Quân được thành lập với 17 thành viên, mỗi tháng sinh hoạt một lần. Cũng trong dịp này, các câu lạc bộ tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ, đơn ca tài tử với các bài hát về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, các ca khúc hát về Châu Đốc. Qua đó đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ với nhau. Dự lúa hè thu năm 2020 trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng, trổ và chính. Một số diện tích bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ với 55,2 hecta. Để đảm bảo dự lúa hè thu năm 2020 thắng lợi, ngành nông nghiệp thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tập quấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác, các biện pháp phòng trị các loài dịch hại, tập trung phát triển lúa chất lượng cao, gắn giới ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như 1,5 giảm, sử dụng nấm xanh, phòng trừ đầy nâu. Trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, thì nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đồng ruộng nhằm phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng ngừa kịp thời hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Châu Đốc là trung tâm du lịch của tỉnh An Giang cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan du lịch. Bên cạnh thành phố Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc khuyến khích mời gọi các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân phát triển mô hình đa canh gắn giới du lịch và đồng thời phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sông nước để thu hút khách du lịch khi đến thành phố Châu Đốc tham quan nghỉ dưỡng. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự du lịch sinh thái có nhiều khởi sắc thành phố Châu Đốc có vị trí chiến lược quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với nước bạn Campuchia. Trong những năm qua, thành phố Châu Đốc đã tập trung triển khai xây dựng nhiều công trình trọng điểm như đã đang và sẽ được triển khai, cầu Châu Đốc, công viên văn hóa núi Sam, phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam, Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang thu hút du khách trong và ngoài nước đến diễn tham quan những thắng cảnh đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản của Châu Đốc như mắm, khô, đường thốt nốt. Bên cạnh du lịch tâm linh, thành phố Châu Đốc còn khai thác nhiều loại hình du lịch đa dạng khác, trong đó nổi bật du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Trong thời gian qua, loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Châu Đốc đang có những bước đầu phát triển và thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương và du khách. Hiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có nhiều mô hình đa canh tạo cảnh quan phục vụ du lịch như vườn sinh thái Úc Cưng, mô hình đa canh của ông Nguyễn Văn Dũng, xã Vĩnh Châu, mô hình đa canh trồng rau an toàn và ươm cây trong nhà dòm của ông Hồ Tấn Phong. Bên cạnh đó, còn có các mô hình homestay, vườn sinh thái Phạm Miên Nguyễn nằm trên đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc với thiết kế độc đáo, khuôn viên rộng gần 3,3 hecta với các hạng mục gồm nhà nghỉ, quán ăn, cà phê, hồ cá, kết hợp trồng dưa lê, dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng, đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Hiện Homestay Dường Sinh Thái Family Nguyễn mới đưa vào hoạt động cách đây vài tháng, với hai dãy nhà nghỉ dưỡng, có hàng chục phòng, được thiết kế đầy đủ tiện nghi, gồm máy lạnh, tủ lạnh, Tivi có Wi-Fi. Bên cạnh là quán cà phê kết hợp điểm tâm sáng, đồng thời có giường qua 10 giờ, cây cảnh thiên nhiên hữu tình, không khí thoáng mát. Người dân địa phương và khách du lịch đến đây có thể tham quan, chụp ảnh lưu niệm, tham quan giường dưa lê, dưa lưới và ngắm nhìn đàn cá bơi tung tăng dưới hồ. Đây là mô hình phát triển tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương, qua đó thu hút và tạo việc làm cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Minh Nghĩa, giám đốc Homestay Dường Sinh Thái Phạm Minh Nguyễn cho biết. Thì cái thành phố châu đốc này thì cái lượng khách du lịch hàng năm tới rất là đông. Thì cái điều kiện mà để cho khách ngủ nghỉ cũng như ăn uống cũng như là vui chơi thì cũng hơi hàng hẹp. Xuất phát từ cái ý nghĩ từ đó chúng mới suy nghĩ ra là mở nhà nghỉ rồi kết hợp với lại sinh thái cho Bà con tới ngủ nghỉ, thoải mái và sạch sẽ, rồi ăn uống thì ngon, giá bình dân. Đó. Rồi ra ngoài sau là tham quan cây cảnh hoa lá, rồi đặc biệt là có rừng dưa lưới, rồi có ao cá để cho khách tham quan tới câu cá giải trí. Anh Lê Hữu Phần, du khách đến từ thị xã Tân Châu, chia sẻ. Em thấy cái mô hình của chú ở đây là rất là mới, dạng như là cái du lịch kết hợp với sinh thái, rồi vòng trọ nhà nghỉ cơ bản là sạch sẽ, rồi phong cách phong cách phục vụ của chú rất là tận tình. Thì qua cái em đi tham khảo cái chỗ cái giường dưa lưới của chú thì em thấy dưa lưới áp dụng những cái công nghệ nói chung là phun tưới tự động về áp dụng những kỹ thuật mà trồng dưa lưới trong nhà màng em thấy rất là hiện đại em rất mong là trong tương lai thì mình sẽ phát triển nhiều hơn cái mô hình theo kiểu này để thu hút du lịch của ngoài nước cũng như trong địa phương. Bên cạnh đó, những ngày cuối tuần, người dân địa phương có thể đưa gia đình đến khu vườn sinh thái Pha Nguyễn, vui chơi giải trí, thưởng thức những ly cà phê hảo hạng, ngắm nhìn bầu không khí trong lành sau những ngày làm việc vất vả, cảm giác thoải mái khi đắm mình trong khung cảnh xanh tươi cùng bầu không khí của thiên nhiên nơi đây cùng ngồi dùng những món điểm tâm sáng như bánh canh cua bánh tầm bì lắc nuôi vân vân sau khi dùng điểm tâm sáng xong du khách có thể tham quan giường dư lê dư lưới có thể nói du lịch sinh thái đưa con người đến gần gũi với thiên nhiên hơn giúp họ giảm bớt những suy nghĩ gánh nặng cũng như căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày bà trần thị hạnh người dân thành phố châu đốc cho biết Hôm thì cô có cùng các người bạn đó đến cái Phan Nguyễn này để thăm, để ăn sáng thì cô thấy cái cung cách phục vụ ở đây rất là tốt và đồ ăn cũng rất là ngon. À, nên hôm nay cô có dắt gia đình của cô đến để dùng điểm trước là dùng điểm tâm sau là đến tham quan cái cái vườn này thì cô rất là thích. Tại nhìn cây trái này nè, cô rất là thích cái phong cảnh này. Bà Trần Ngọc Tài người dân thành phố châu đốc nói à, chúng tôi thấy cảnh là rất là phủ tình mát mẻ à, một khu vườn sinh thái mà chúng tôi rất thích trong đó có phục vụ các món ăn à, tùy theo sở thích của khách phát triển du lịch sinh thái phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch bền vững ngoài sự hỗ trợ của nhà nước mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phát triển du lịch từ đó tạo ra sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia và có khu du lịch quốc gia núi Sam thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Đây chính là lợi thế, là điều kiện thuận lợi để địa phương tập trung phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ thương mại, thu hút các nhà đầu tư, nguồn vốn để hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thật sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Châu Đốc xây dựng thành phố du lịch thông minh thân thiện phát huy tiềm năng sẵn có những năm qua địa phương đã tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đó đảng bộ chính quyền thành phố đã chủ trương phát huy nền tảng sức dân trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị nhờ sự ủng hộ đồng thuận của người dân nên kết cấu hạ tầng trên địa bàn ngày càng hoàn thiện công tác quản lý trật tự đô thị được chú trọng đẩy mạnh cấp ủy đảng chính quyền địa phương quan tâm xây dựng môi trường thuận lợi thông thoáng để thu hút đầu tư tăng tỷ trọng đầu tư cho du lịch đáp ứng nhu cầu du khách từ đó lượng khách tham quan du lịch, hành hương, nghiên cứu năm sau cao hơn năm trước, tăng khoảng 10% trên một năm và chiếm 80% lượng du khách toàn tỉnh. Năm năm qua, thành phố Châu Đốc đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ du lịch, thương mại, dịch vụ. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển lĩnh vực du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Núi Sam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận khu du lịch Núi Sam là khu du lịch quốc gia. Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội với bà chúa xứ núi Sam đến năm 2030, lập hồ sơ khoa học khu di tích danh làm thắng núi Sam, đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương lập hồ sơ trình UNESCO công nhận lễ hội với bà chúa xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành phố Châu Đốc còn đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, nhất là tập trung xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, lịch sự để tạo ấn tượng tốt cho du khách, đồng thời nâng cao ý thức của các cơ sở hộ tiểu thương trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh. Hệ thống mạng lưới chợ siêu thị cửa hàng tiện ích tiếp tục phát triển, doanh thu thông qua chợ hàng năm tăng khoảng 10,84% trên một năm. Hàng hóa phong phú, đa dạng, đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân và du khách. Để đánh dấu bước phát triển của ngành du lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2020, Châu Đốc đã tổ chức lễ công bố vận hành cổng du lịch thông minh và hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến. Thông qua hệ thống này sẽ giúp cho người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu về du lịch Châu Đốc cũng như những thông tin liên quan đến dịch vụ lưu trú một cách dễ dàng. Hướng tới xây dựng thành phố Châu Đốc là thành phố du lịch thông minh văn minh hiện đại, điều mà chúng ta quan tâm nhất là tạo sự thuận tiện, thoải mái, an toàn cho du khách khi đến với Châu Đốc nói riêng và An Giang nói chung năm năm tới châu đốc tiếp tục xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn phát triển đồng bộ đa dạng loại hình du lịch tâm linh sinh thái sông nước nghỉ dưỡng thành phố tiếp tục quy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các điểm khu du lịch trọng điểm tăng cường mời gọi khuyến khích người dân đầu tư kinh doanh phát triển du lịch khai thác đặc trưng bản sắc văn hóa lịch sử của địa phương, đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch thông minh, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển cơ sở lưu trú, các dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút và giữ chân du khách đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch và con người châu đốc tăng cường liên kết dùng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch của thành phố khuyến khích phát triển các loại hình hoạt động thương mại mới phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại thực hiện tốt chương trình khuyến công duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống tạo ra các sản phẩm phục vụ du lịch gắn với chính sách phát triển kinh tế nông thôn huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu điểm du lịch từng bước tạo ra một hệ thống giao thông thông minh đồng bộ thông suốt xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nếp sống văn hóa văn minh trong các tầng lớp nhân dân phù hợp định hướng xây dựng phát triển đô thị văn hóa du lịch thông minh trong thời gian tới Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân dân, nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được đảng nhà nước hết sức quan tâm và có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đưa chính sách bảo hiểm y tế đi vào đời sống xã hội, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân. Qua đó, người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo tốt quyền lợi, thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, công tác kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế được tăng cường. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Bảo hiểm y tế gắn liền với đời sống toàn dân. Bảo hiểm y tế được đảng và nhà nước ta xác định là một trong những chính sách quan trọng là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Để đánh dấu sự kiện luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1 tháng 7 là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau tai nạn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong những năm gần đây việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế giúp cho người có thẻ bảo hiểm y tế tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến hiện nay hầu hết thuốc dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh kể cả những bệnh hiểm nghèo phải chi phí lớn người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh chú đáo không phân biệt giàu nghèo người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào nhóm đối tượng. Ngoài ra thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau. Chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Châu Phú B có một số chia sẻ về việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết hơn 10 năm qua, năm nào gia đình tôi cũng mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Tôi nghĩ mỗi người cũng nên mua cho mình một thẻ bảo hiểm y tế, coi đó như bùa hộ thân, bởi không ai biết trước được ốm đau sẽ đến lúc nào với ai và không ai lường trước được mức độ nguy hiểm của bệnh tật. Hiện nay, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, ngành y tế các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để những người bệnh đến khám và điều trị tại trung tâm y tế thành phố, các trạm y tế phường xã, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, bệnh viện đa khoa Nhật Tân và các cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện ở các huyện thị lân cận. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh An Giang cũng yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tích cực cải cách hành chính, giảm thời gian làm thủ tục để người dân được khám chữa bệnh một cách nhanh và chất lượng nhất. Không chỉ vậy, việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế phải được thực hiện hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị và giảm chi phí bảo hiểm y tế bình quân và trên hết là tăng thêm sự hài lòng tin tưởng của người dân vào chính sách bảo hiểm y tế. Trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người bệnh luôn được chăm sóc điều trị với thái độ ân cần, cởi mở, chu đáo. Với những lợi ích thiết thực chính sách bảo hiểm y tế thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt.